với cái vị tỳ mình không có dám động xuống á. À, ở đây cũng mã không nè. Ờ, mã lạng hả? Ờ, mã lạng. Không, mã thiệt luôn, hai cái đây nè. Mà sao thấy phức chân hả? Nè, tại mã tới. Ờ. Một lần sáng chiều luôn. Không, con cử cơm, ăn con cử à. Trời ơi, chiều con cử à, ta đâu phải người tu đâu, ăn cử trời. Học cái bài Minh Tuệ hay vậy? Bữa đó có anh thầy Đờn, anh chạy lên đây anh khóc lắm. Ông thầy Đờn hồi xưa đờn hồi xưa đờn cho mình là mình, nói chung có cảm thấy là lo sợ gì không? Không, không có sợ mà khóc không? Khóc không, ngồi khóc. Khóc là buồn hay gì? Có ngồi đâu khóc đó, tại vì mấy anh cũng biết mà, từ giàu tới nghèo á, suy nghĩ sát đêm đâu ngủ đâu, chừng 2 tháng trời chưa ngủ, tới giờ cũng đâu ngủ nghe. Anh Chí ơi, kể từ nay em không còn sợ cô đơn, bên anh em trọn đời. Không vừa bởi vừa leo luôn. Thì thường ít có ăn luộc á, mặn tương á, tương luộc. Trời, nấu cơm trước ngôi mộ của mẹ luôn hả? Để hồi sớm giờ đi rồi về 4 giờ thì chị bắt nấu để tới. Trời, nấu sớm vậy đó ha. Ờ, để về nấu không kịp. À, chị Hồng mà tụi em quay chia sẻ lên gì nè, rồi lỡ mà có cái anh nào mà có khả năng mà cũng như là người ta có đầy đủ đàng hoàng cũng như là của ăn của để này kia rồi đó, rồi nếu mà người ta có làm quen chị rồi chị có chịu không? Không. Không ha. Không. Ừ. Chịu, là nói chung ra là mấy anh em chị em cô chú cậu gì giúp đỡ mình á, có cuộc sống ăn uống đầy đủ thì mình mừng lắm rồi, còn nếu mà bước thêm bước nữa thì cũng để từ từ. Từ từ ha. Dạ. Cái gì mình nói lên đây cho người ta biết trước. Dạ. Để cho người ta khỏi kiếm. Có rất là nhiều những cái anh là muốn rước chị Hồng về đó để mà giúp đỡ lo lắng cho chị luôn đó. Dạ. Chị giờ chị nói luôn lên đi cho mấy anh đó khỏi kiếm. Dạ. Khỏi kiếm. Thì mình cũng nói nếu mà đời sống ai cũng phải vấp ngã rồi cũng phải đứng dậy, còn chị thì vấp ngã rồi chị cũng phải vượt lên chính mình luôn đó. Nói chung là vượt lên chính mình để là đứng dậy đó. Là còn cái chuyện mà vợ chồng á thì cũng để từ từ, chứ không phải là mình nói là mình ở dậy rồi sau này mình có chồng ta cười. Cũng phải từ từ cho cha mẹ ổn định, có nơi có chỗ rồi vậy đó, thờ phượng cha mẹ xong rồi chị mới bước thêm bước nữa. Chứ hiện giờ mà thí dụ anh nào lại cho kêu chị về nhà anh ở cho tiền trăm tiền tỷ chị cũng không đi nữa. Thà có cái nhà thờ cha mẹ đi rồi chị đi đâu cũng được. Lục lục nón cho nó khỏe chị. Dạ. Rồi nấu một chăn cái trước cửa luôn ha. Rồi luộc dưa leo ăn chứ gì vậy? Nước tương nè. Ủa, ăn chay hả? Chay nước tương rồi với chuối nè. Là chị ăn chay luôn hả vậy? Không, chị ăn mặn mà 29-30 với 14 gram tháng cho ăn 4 bữa. À, bữa nay gầm ha. Dạ. Bữa nay gầm tháng 9 phải không ta? Chuối đó mình bán còn dư đó ha. Hay vậy? Không, chuối mua về ăn. Cũng dạ. Bán luôn, mà ai mua cũng bán mà chừa lại ngãi ăn cho nó ăn tương á. Dạ. Đơn giản ha. Dạ. Có mình nên nè. Để lấy chén. Một ngày là chị ăn cũng đâu có nhiều tiền hả chị Hồng? Chị ăn có một buổi à, buổi tối không có ăn. Giữ eo hay vậy? Không có, đó giờ vậy đó. Vậy một ngày nấu cơm cử, một ăn sáng chiều luôn. Không, có cử cơm, ăn có cử à. Trời ơi, chịu ăn không? Cử à, ta đâu phải người tu đâu, ăn cử trời. Học cái bài Minh Tuệ hay vậy? Minh Tuệ em có cử à. Ừ. Chén bát của chị cũng có mấy cái à. Giữa hai cái ngôi mộ gì đó hả? Dạ. Chén bát thì chị để ở trong giữa hai ngôi mộ nè. Bữa nào chị đi ăn trộm lại lấy hết sao chị? Lấy mua mình khỏi ăn, đi gia sinh mới bả. Nói chung ra chị xin gì mới bả cũng cho chứ. Gói mùng mền đây. Dạ. Vô cái bọc vậy đó ha. Dạ, để vô đó. Đơn giản. Dạ. Thôi. Có mình nên mà. Ừ. Dạ. Chưa, chị ra chị rửa. Cái giò nước ở đâu ngoài trước đó đó hả? Đây nè. À, quần áo bận rồi, cái mình phơi trên cái hành lang này luôn. Dạ. Này giò nước chỗ này đi ha. Dạ. Giò nước này có chị vô hay sao? Của hôm đó bên từ thiện cho tiền vô, người ta vô cho mình luôn. Này vô chắc để người ta xách nước rửa mộ đồ quá. Không? Không có. Ờ, hôm đó mấy ông thấy chị ở đây nè. Mấy ông cho chứ không phải là xách nước rửa mộ. Trời ơi, tốt vậy ha. Dạ, bên từ thiện á.
có ống nước nữa nè chị. Dạ. Nước cái đó nước. Hôm đó mình làm nhà rồi mình rửa đó. Gành gành gần nữa chị phát cỏ gần gần ở đây nè. Cho không, mấy con trùng đừng có bò vô. Mấy anh đó nữa mấy anh xịt. Xịt thuốc cái này nè. Bữa trước bữa sau nó cũng bò lên nữa mấy anh xịt luôn. Với cái vị tỳ mình không có dám động xuống á. À. Ở đây cũng mã không nè. Ôi, mã lạng hả? Ờ, mã lạng. Không, mã thiệt luôn, hai cái đây nè. Mà sao thấy phức chân hả? Nè, tại mã tay. Ờ. À, đây kìa, đúng rồi kìa đó. Nè. Vậy chị nè. Rửa gái cái đồ đừng có để gì dơ xuống đó nha. À, không, chị không có... Chị có cơm, cá, đồ chị cái, chỉ hắt với xong không à. Hai cái mã lạng đây. Hai cái mã lạng. Luôn rồi. Chị che phức rồi kìa. Dạ, hai cái mã. Cái mã của người ta mình đâu có chặt rồi được, không có làm bậy được. Một không, với mấy cái màu nhỏ. Chị ăn uống đồ xương rồi á, chị đếm với chị Dục cho hối đỡ. Mình vệ sinh này kia đồ cũng cẩn thận á. Dạ đó, dạ. Tắm thì tắm ở trên này, xách lại tới tối á, xách lại gần đó, bên đó không có mã. Khó khăn quá ha. Dạ. Không còn có chỗ để che. Đi vệ sinh rồi là ở đâu? À. Đi đi đại. Phải mà có tiền là chị che bên đó 2 mét là ngon lành nè. Dạ. Vậy là sau này nãy chị nói là sau này làm hình để đồ là để lên bàn thờ này luôn đó hả? Dạ. Hình của cha mẹ. Dạ. Có tiền làm cái đẹp đó. Ừ. Ăn tương thì dễ làm rồi ha. Ăn tương dễ. Quá trời, cái khu này mộ có nhiều ha. Nguyên cái khu này lớn lắm, dài với trung kia nữa đó. Còn dài, dài lắm. Kia nữa. Dài dạ. Đất này hồi đó đất quan mà. Khu này khu nghĩa địa lắm dạ. Đó. Ừ, xong rồi chị nhét vô đó hả? Dạ. Có hỏi ba mẹ chưa? Có, ngủ ở trong đó luôn. Dạo bé tí rồi. Luộc dưa leo. Ngày sống cơm. Chị Hồng thật sự rất là đơn giản luôn á. Nhiều khi 3-4 ngày mới có nấu cơm ăn nữa, không có ăn cơm nữa. Bởi vì ăn gì sống? Dạ. À, nhiều khi ăn gói bắp hầm hoặc cục xôi đó là rồi đó, qua ngày sau. Trời ơi, ăn đơn giản chứ. Hẳn giờ chị đi bán mấy ngày chị đâu có nấu đâu. Đồ quần áo mình để đâu, để con bọc chứ ha? Để con bọc hả? Dưới phơi nữa ha? Dạ. Nói chung chơi cuộc sống gì thì chứ thấy gì quá trời khó đó. Từ cái việc mà nấu ăn nấu uống rồi tắm rửa rồi buôn bán rồi cái xe chạy phải đem đi gửi rồi sáng phải dạ. Lại lấy rồi đi đủ dạ. Như chuyện kệ anh ơi, mình gắng làm tích lũy đứng lên từ từ chứ bây giờ ai cũng cuộc sống khó khăn hết trơn á chứ đâu phải mình đâu. Rồi thí dụ anh ăn không ngồi rồi anh xè tay anh xin tiền ta ai cho mình hoài. Bây giờ người ta thấy mình khổ rồi nhầm người thương, nhầm người ghét nữa. Đâu phải ai mà thương mình hết đâu. Tại vì mấy anh em đâu phải mà ai cũng thương. Tại vì dân hồi đó cũng có tiền rồi đó anh. Phải từ nghèo tới nghèo thì nó không sao. Còn này em từ ở trên em rơi xuống. Ừ. Có khi nào mấy người anh chị của chị Hồng kêu về nhà ở chung không? Nói chung ra là bà chị Dâu ở Bình Dương có đi ra ở với bà được lắm. Trời tốt ngoài Bình Dương. Có chị lúc đó chị đi, lúc mà bán nhà rồi chị đi đó. Là chị ra ngoài chị làm đó rồi hô ký tên rồi thì chị đi về. Chị về chị gãy tay chị về đây luôn. Rồi lấy mà ngộ cha mẹ rồi chị ở đây tới giờ luôn. Bà kêu ra quả gì chị nói thôi. Tại bà hai đứa con rồi hằng ghế rồi đứa cháu ngoại cháu nội gì lum hết trơn. Mà bà ở cái nhà cũng nhỏ xíu à. Mà bà tử tế bà được lắm. Ừ. Chị ra ngoài ha và chị đi mằng là bà lo cho chị ăn không đó. Con nhỏ con gái có hiếu lắm. Cháu nội của ông ba mình có hiếu. Rồi thằng cháu nội trai cũng vậy. Rồi thằng rể cũng vậy. Đứa ba nó ai cũng thương mình đó. Được lắm, tử tế lắm. Mà chị thấy không lẽ mình bây giờ tay mình gãy rồi ở ngoài người ta cũng khổ. Ta đi mằng cực khổ nữa. Rồi không lẽ mình đi ra ngoài mình báo thêm bả nữa, tội nghiệp bả nữa. Nhưng mà bây giờ là em thấy chị sống ở đây thời gian mấy bữa qua là chị buôn bán như dạ. Chị kiếm tiền vậy là quá dạ, ổn dạ, rồi. Dạ, dạ. Có yêu cầu có sống nuôi bản thân rồi cái mình làm lại từ từ. Sống có, được rồi.
Có một cái là hiện tại bây giờ là chị ở cái chỗ ở nó chưa kín đáo thôi. Nếu mà có thêm chút ít tiền là làm cái sàn kế bên hông mà chị ở mà đóng vách thiết đầu lại là ngon lành luôn. Cái sàn thì mấy ông không cho nữa, mấy ông cậu nói có xây thì xây gì luôn nữa, có gì em chết làm nhà mồ em luôn chứ xây mấy sàn mấy ông không cho lót. Tức là nói ở là không cho. Ở là không cho. Làm nhà mồ sẵn thì cho. Thì cũng như là em làm ra em ở là nửa chết chôn em luôn đó. Tại vì em sống mình nên mà nửa chết là dẹp chôn luôn rồi. Tránh chối trước à? Tránh chối trước không? Tức là làm nhà mồ cho ở thì được. Còn mà nói cắt cái nhà sàn là nhà sàn thì ta không cho. Có hỏi ông rồi. Ông nói thôi bây giờ con ước nguyện của con vậy thôi con làm đi. Là ý chị là sau này cũng nằm vị trí nằm chân đó để tới cha mẹ mình luôn. Nhưng mà lâu mà. Biết đâu. Sống bữa nay mời chết là sao? Khổ quá giá chết hoài không chết. Luộc cái đó mình có bỏ muối gì không? Người ta có. Không cho làm nhà sàn. Có để muối. Nhưng mà làm cái nhà mồ nữa chỉ mắc là để chị chơi chân đó luôn. Cái nhà của chị ở đó đó. Còn mà nói làm cho người sống ở thì không cho. Như làm nhà mộ riêng gì nè. Làm nhà mồ thì người ta cho. Cái này là nấu chín là ăn cơm đó chị. Dạ. Tàu hủ đó ủa gì? Nước tương. Rau là hả? Không, nước ăn nước tương ăn. Sao ăn tương thì chị không mua tàu hủ kho đồ. Cái lỗ mũi mình á. Rồi ăn này không? Giờ này khoảng 2 giờ chiều rồi chị mới ăn cơm. Như là chị đi buôn bán về xong rồi là chị sáng là chị bắt cơm rồi. Tại vì chị luộc thêm chị luộc rau, dưa leo gì đó, rồi ăn với nước tương thôi. Mà chiếc xe của chị đằng kia thấy chưa? Đó, xe bán của chị còn để kìa. Chiều mình có chạy đi bán tiếp không chị? Trời mưa thì không có đi mà trời nắng đi. Cái bữa đó đi cái lên chảnh tay đào và chị bà la bà không cho đi. Bà nói thôi mà ghé đây đi. Là bao nhiêu tao cho mình 50 ngàn nè. Mình nói thôi thôi không lấy đâu. Chạy đi bán. Có mình đi buôn bán mình kiếm tiền. Chị ngồi quay đó nha. Rồi cái này mưa sao mà ngủ được nè, nó tạt hết trơn quá. Mưa thì ngồi lên. Mưa giúp phiêu cũng ngồi luôn. Dạ. Không thôi bữa nào mua cao su đi che lên đỡ chị. Nhờ mấy người ở sớm này nè che lên đỡ mình ngủ cho mưa bớt tạt cho đỡ. Chưa cởi có tiền hả? Rồi ráng buôn bán để dành thì chút ít đi rồi mình mua lên mình cho nó kín đáo chút xíu. Rồi chị mời khán giả ăn cơm nghèo với chị ơi. Thường thì vậy đó, sống mình ên là sống mình ên. Đơn giản. Chị nhìn lại dân đó. Rồi đó nhiêu đó là tới ngày sau nữa mới ăn. Chị ăn lận một chút xíu gì chị không? Dạ. Rồi sao có sức khỏe rồi mình đi buôn bán. Tại nãy mới ăn hết gói bắp hầm mà. Trời ơi. Tức là sáng đi bán rồi mua bắp hầm ăn. Dạ. Rồi tới trưa là về mình chỉ ăn một ít thôi nữa là đủ ngày đó hả? Dạ. Nhằm bữa không có ăn cơm, không có nấu. Rồi. Này ăn chơi. Dạ. Hồi mấy anh ăn không em lấy chén dọn. Thôi. Thôi được rồi, chị ăn đi. Chị ăn đi, chị ăn đi. Chị ăn ngon rồi, tụi em vui rồi. Ăn gì rồi nhớ lại lúc xưa không? Dạ. Ăn cơm gì giờ bây giờ chị này nhớ lại lúc trước không? Không, cái thời nào theo thời đó. Nhớ thì khóc, nhớ thôi, thì khóc. Thôi chị ơi, lúc xưa có khi nào mà mình ăn cơm dưới dưa leo mà chấm nước tương rồi túi gì không? Không, không đủ độ trên, không có đủ độ trên chứ không có không có đơn giản gì. Dạ. Chắc nhớ nhiều khi mình nằm đêm mình gác cái tay anh chán mình nhớ lại chắc cũng tủi thân lắm hả chị không? Lúc trước là ngon lành rồi giờ là như gì? Nói chung mà từng là một cái đại gia mà mình tuột xuống dưới đáy luôn mà. Đại gia nổi tiếng mà bán xe hơi rồi xe máy, rồi bất động sản. Người làm luôn đợn bên hát với nhau nữa. MC nữa. Bữa đó có anh thầy đợn, anh chạy lên đây anh khóc lắm. Ông thầy đợn hồi xưa đợn hồi xưa đợn cho mình là nói chung ra là lúc mẹ mình bệnh đó là ảnh đợn suốt luôn. Anh đi đợn cho người ta 100, 200 chứ mình anh lấy có 50. Nhằm bữa nào đông quá mình nhét 100, ổng la làng lại sớm lắm. Ông nói mình mới năn nỉ, nên chung ơi mẹ em cũng bị tai biến nằm chỗ, thôi bây giờ anh giúp cho em đờn hát đặng em lấy tiền em nuôi mẹ em đi. Rồi ông nghĩ bên người ta luôn, qua bên em đó. Rồi thương dữ ha. Bữa đó lên đây em khóc lắm, khóc luôn.
Ông thấy cái cảnh chị như vậy nha. Rồi ông nói thôi để ổng cũng khổ nữa, ông nói thôi để giờ anh bán đờn đồ hết rồi, để anh đi bán cà gem á, có tiền cái anh gửi cho em xài. Trời ơi. Thôi tụi ổng để ý chị không có. Cũng như anh ruột mình vậy đó, ổng có vợ có con rồi, anh thương thương mấy anh em mình dữ lắm. Bây giờ là ổng đi bán cà rem mà ổng không có còn đờn nữa. Dạ, ổng nói mình nghĩ là ổng nghĩ luôn đó. Cũng như là chị nghĩ hát là ổng nghĩ đờn. Anh buồn, anh khóc lắm, anh tội nghiệp, anh thương mấy anh em mình là cũng như là anh em ruột vậy đó. Thương lắm. Cái đờn ổng đi bán mua hùng cà rem luôn. Dạ. Không, ổng cũng giàu lắm chứ không phải là ổng nghèo. Mà cũng như là ổng thấy mình vậy đó, ổng tội nghiệp á, rồi ổng chán, ổng buồn rồi ổng đi luôn. Ổng còn vợ không? Luôn. Còn vợ con đồ xui gia đồ, ổng bả cũng được lắm, tử tế lắm. Ăn xong rồi xỉa răng luôn rồi. Xỉa đâu mà ổng có vợ là ổng phái chị á. Không có đâu, ảnh như anh ruột mình đó. Đó giờ ảnh sống tao đàn ông chứ tao không có lang bang. Anh ở lại với vợ với con ảnh tới giờ luôn đó, được lắm, tử tế lắm. Không phải mà anh lên đây mà anh nói mà mình để là mình nói cho anh tốt này kia, không có, thật sự anh tốt đó giờ đó, tốt lắm. Anh mà đờn với chị là khoảng bao lâu chị? Gắn bó chị lâu không? 6 năm mở ra là tới luôn vậy luôn. Lúc đầu ở đâu biết đâu mà kêu mấy ông kia. Rồi người ta mới nói nhờ anh chung đi, rồi mình lại nặn nỉ mình khóc với ảnh gì đó, giúp cho em đi đặng em nuôi mẹ vậy đó. Giờ ông bỏ bên kia là ông nghĩ qua mình luôn đó. Mà bữa trả bữa không, trời mưa ha, chừng 20-30 người là ổng khỏi lấy tiền đi. Khỏi lấy tiền, ổng lấy gì ổng xấu. Ổng giàu mà, ổng đâu có cần đờn đâu. Vậy đó hả? Sao giờ ổng đi bán cà rem? Tại sao ổng buồn ổng đi vậy đó chứ, trời ơi, nhà ổng giàu lắm. Tại vì ổng cũng như mình nghĩ ổng buồn đó. Rồi lấy cà, nói tiếng cà rem là ổng phải, lấy về là cũng như người ta xỉ là ổng để cái tủ ổng bán vậy đó. Để trước nhà ha. Đang đi đờn mà tự nhiên bỏ cái đờn bán không cà game không biết gì. Ông nói thấy cưng khổ quá, anh chịu không nổi thôi, tao nghỉ đờn, tao bán cái đờn luôn. Sao ăn ngon không chị Hồng? Ngon. Ráng ăn nhiều nhiều vô, có sức bán. Đó giờ ăn gì không? Sức để bán rau cải rồi chứ, nếu mà mình không có ăn nhiều thì chị sức đâu mà bán, với sức không có chất dinh dưỡng, tay lâu lành lắm đó nghe. Không, bữa nay cũng đỡ nhiều lắm mà. Bớt nhỉ. Mình mà ngủ chỗ này là cũng hay chứ. Đây là hàng rào là mấy ông nó xỉnh chung vô cái một nè. Chung gì? Nhảy lên cái một tới rồi. Bởi vì bữa đó mình phá nè, mình có phá lên luôn nè. Mà mắc chạy dầu với gái chứ mấy ông nói trời ơi cái mộ gì mà đi khóa. Như chị Hồng nhìn rồi cũng còn mức gượt chứ bộ à. Không có, tại chị đi bán mới mắc, chị nhà cũng đâu mắc đâu. Tại bữa 4 giờ chị đi. Chị có tiền á, chị muốn ở đây luôn á, trong hai ngôi mộ rồi luôn á. Là dừng lưới 70 nè, bao quanh luôn. Không có, trước tiên là mình căng cao su trước, đừng cho mưa tạt. Căn cao su vòng đây nè, hàng sắt vô chia lưới. Không có, cái này em vẫn để gì nữa, em có tiệm dựng bích lên. Làm bên đó dựng bích cái này hết, đặng nữa. Chừa như trước cửa. Chừa trước cửa bên đó mình ở. Không mà mình dựng sát cái này mọi người luôn được không chị? Mình dựng sát đây rồi từ qua bên kia nè, từ đây mà qua bên bển chưa tới đó là đủ đủ một phòng chị ngủ rồi. Làm giống như là mình dựng sát đây luôn và sát tới đó. Là bị ngang đây cũng 2 mét à, phải không? Hơn 2 mét. Không, chị lại làm ra tới 4-5 mét, ăn nhiều khi con cái nó về ở ngủ đâu. Trời ơi, mình chị ngủ thôi, con ngủ đi. Biết đâu được, rồi đám tiệc ông già mấy bà chị rồi xuống rồi ngủ đâu. Trời ơi, đám tiệc làm tấm vỗ đây luôn hả? Đám đây luôn mà. Trời ơi, vỗ nghĩa trang này, nghĩa địa đây luôn. Làm bàn được rồi. Nhưng là chị dọn ra là làm bên đó một bàn, bên đây bàn là hai anh bàn. Anh em không con cháu không, bàn sớm giềng nữa rồi, người ta chờ ở đây sớm đông lắm. Sớm thì bây giờ không có chỗ ở hay sớm. Mình lo cho mình trước đi, còn lo cái gì nữa không biết nữa. Thì mình lo 4 mét là rồi đó. Đám tiệc thì nữa có gì mấy bà làm mấy bà đem vô. Mấy chị Hồng ăn đơn giản mà cũng ngon đó chứ bộ. Rồi luộc gì tới 4 trái mà ăn có chút xíu vậy chị ăn. Không có, cái đó cưng để cưng ăn lai gai tới chiều chị đâu ăn cơm đâu. Vậy là xong rồi ăn không vậy đó hả? Để chiều ăn, tối ăn vậy đó.
gì là rồi đó hả? Dạ. Vừa nãy giờ không thấy chấm nước tương nữa. Ít xíu ăn nước tương hả? Cái tay thứ nhất nước cương. Chấm chút chút vậy đó ha. Dạ. Chuối gì chứ ngon lắm á. Dạ. Nãy chuối mình mua nhiêu chị Hồng? Nãy chuối này mua 10.000 bán lại 12.000. Ừ. Lời 2.000 hả? Lời 2.000 hả? Không lời nhiều, lời nhiều mắc quá người ta không mua. Mà mình nhà bán ngày bán cũng năm nãy đó, cũng được 10.000 chứ bộ. Rồi. Vậy chuối bán được lắm ha. Ờ, ngày cũng bán năm nãy chuối đó. Ừ. Rồi mình dăng hai cái võng hai bên gì là hai người nằm hả? Không có, ba bốn cái mấy bà chị đồ lại á. Nhiều khi mấy bà xúm nhau con cháu đồ xuống của mấy bà vòng vòng đây nè. Mấy bà lại chơi rồi chơi. Tối mấy bà có ở đây ngủ với chị không? Không, dễ gì. Tối về hết ha. Dạ. Tối về hết tối ngủ, ngủ ở đây cho đỡ sợ. Dạ, dễ gì. Ghen chứ phụ nữ mà ở đây là... Lúc đầu á là chị Hồng có suy nghĩ là mình ra nghĩa địa không hay là mình phải tìm một cái nơi nào khác? Lúc đầu chị suy nghĩ là chị phải có tiền, chị phải đi làm. Ừ. Rồi không ngờ cái tay chị như vậy đi. Ừ. Chị suy nghĩ là chị phải ra Bình Dương chị làm, có tiền đặng về chị tích lũy á, có tiền đặng về chị lo cái bàn thờ cho cha mẹ. Dạ. Không ngờ cái tay chị như vậy thôi chị lại đây chị ở. À, cũng như là ra ngoài làm cái mình té cái tay nó đau không thể làm được, không kiếm tiền được. Bây giờ cũng không có chỗ ở nên nó buộc phải trở về quê. Xong cái ra cái chỗ này, cái ngày đầu tiên mà chị ra đây đó là lúc đó mình có cảm thấy là lo sợ gì không? Không, không có sợ mà khóc. Khóc không? Ngồi khóc. Khóc là buồn hay gì? Có ngồi đâu khóc đó, tại vì mấy anh cũng biết mà từ giàu tới nghèo á, suy nghĩ sáng đêm đâu ngủ đâu, chừng 2 tháng trời chưa ngủ, tới giờ cũng đâu ngủ ngay. Tới giờ chắc cũng đâu có còn mình ngủ cái quen hết chị không? Không. 2 tháng mấy rồi phải không? 2 tháng mấy quen rồi. Bây giờ cưng kêu chị 90 giờ ngủ cũng đâu dám ngủ đâu. Nhiều khi cưng lên mạng cưng biết. Bây giờ 3 giờ sáng chị cũng vẫn còn lên mạng chị coi hoài. Mình coi gì trên đó? Mình coi nãy kia cho nó qua tới mau tới giờ vậy đó, đặng cho nó sáng. Cho nó đỡ nhớ này đỡ nhớ kia suy nghĩ giúp. Chị là chị không khùng là chị hên rồi. Người bị chết luôn. Yeah. Bây giờ cảm thấy đỡ hơn chưa chị? Đỡ từ cái bữa mà cưng vô giúp đỡ chị lại gai từ cái bữa mà chị nói chưa? Có trời có Phật ha, chị nói trước ba mẹ với dòng họ chị bà ông bà nè. Từ cái bữa mà cưng giúp đỡ với cộng đồng mạng rồi giúp đỡ cho chị đó ha, là chị là con người chị là cũng như tinh thần của chị là nó sống vậy luôn đó. Đặng mình có cuộc sống làm ăn đặng mình vươn lên đó. Còn cái chỗ ở thì chị không cần thiết, có tiền thì mình làm từ từ vậy đó, ai cho thì mình nhận, để mình có chỗ kính mưa kính nắng vậy đó. Chứ mình cũng không có mơ ước là nhà cao cửa rộng này kia, không có. Chị mơ ước là có chỗ mà kín đáo là ngủ ghê đồ, nó mưa gió nó đỡ vậy thôi. Là chị từ từ chị mằng chị kiếm tiền vậy đó, cơm cảnh là dài 5-10 năm chị mua miếng đất lại là chị cất nhà lại. Chính mua vòng vòng đây hay là mua ở đâu? Ở đâu chỗ nào rẻ chị mua hả? Người chị Hồng có ước nguyện là khi nào mà chị mua được đất là chị cũng đem ba mẹ theo luôn. Tức là bốc ba mẹ đi theo luôn. Rồi bỏ này luôn hả? Dạ. Rồi ước nguyện của em có tiền có mua miếng đất vậy đó. Còn bây giờ mấy anh này nói là cũng như là về đi hoài nó không nên. Đúng rời, thôi ở đây yên nghỉ được. Mình cũng không nên về đi. Không nên giờ ba mẹ yên ổn ở đây rồi. Mình để mình yên ổn ở đây đi. Để luôn giờ đi. Rồi em cũng ước nguyện bây giờ em có 100 cái nhà đi nữa em chết em cũng nằm với mẹ em đây chứ em không đi đâu hết. Dạ. Chắc cái đó hiếu thảo dữ ha chị. Có hiếu lắm. Không. Nói chung ra là nhỏ tới lớn 13 tuổi là biết giặt đồ, là tới mà mẹ chết là mẹ chưa giặt được bộ đồ nữa. Cha cũng vậy. Cha không thấy mình nhiều chắc khi từ nhỏ lớn là chị ở với ba mẹ không hả? Ở ba mẹ. Mình có chồng cũng ở ba mẹ có luôn. Có chồng hay sao? Cũng phải về chứ ba mẹ chứ không có ở bên chồng thường nữa. Chị nói có trời á. Bây giờ nhốt chị ở nhà ha, chừng bên chồng chừng 2 bữa đi là chị khóc rồi đó. Chị nhớ ông bảo là chị phải lội hà, giá nào cũng phải lội về. Hồi đó lội bộ không à. Lúc mà chị thôi chồng tới giờ chị mình có quen ai nữa chưa hay là có đi bước nữa không? Hay không. Sao không? Cũng như bạn bè rồi thôi chứ không yêu đương ai. Như là cũng chưa. Tại vì tới giờ luôn. Dạ. Tại vì lúc đó rồi con nó còn nhỏ lo cho nó ăn học rồi á. Ừ.
Lúc thôi chồng ra là con nó mới có 12 tuổi thôi, giờ nó học được lớp 6 rồi. Là gái theo chị hay là theo? Thật, nếu mà gái nó không theo mình cũng không thôi nữa, tại vì mình con với cha mẹ là trên hết. Mà lúc đó làm gì thôi? Tại vì nó cũng nhiều cái hoàn cảnh đó, tại mình bỏ ảnh chứ không phải là ảnh bỏ mình. Chị bỏ ha? Dạ. Nó hết duyên hết là hết duyên hết sao nợ. Ảnh không uống rượu, không hút thuốc nữa, mà tại vì cũng như cái số mình nó tới đó, hết duyên hết nợ rồi. Chứ bên chồng đồ ai cũng đều thương chứ. Dạ. Rồi con bây giờ nó vậy là chị có xui rồi ha? Dạ có xui rồi. Có xui rồi, mình không gì bên con nói được sao? Con nó ở chung nó út mà nó ở dưới bên bà xui á, rồi bà xui còn hai ba đứa con gái chưa có chồng đó. Rồi mình ngại lắm anh ơi. Thà em ở nghĩa địa chứ em không làm khổ con em, thiệt luôn á. Đâu có thể nào mà biết mẹ mình về ở chung với ba mẹ. Thà nó có cái nhà riêng đi mà em về em ở được với bên chồng rồi mất. Thà em đi ngủ bờ ngủ bụi chứ em không để con em không nó khổ. Không thì quả chăng là chị phải, nếu nó gái mà nuôi chị á, thì chị ở gần đó nhưng mà ở trọ thôi, đúng không? À, nó tới lui nó thăm chị thì được. Chứ còn mình về ở chung là chắc cũng không, không được đâu. Không, không ở lắm. Đâu, dễ gì. Mình không thì chịu. Nhà cửa đó thuộc dạng của bên chồng rồi. Dạ, của bên chồng. Chứ bà xui mình bà hiền, bà tử tế bà được lắm. Phe bà cũng giàu lắm. Nói chung ra bên xui mình cũng giàu có lắm, không có nghèo khổ gì, cũng giàu lắm. Dạ. Rồi không gài con gái có điện về không có, chị không? Có, cũng nói chung ra điện về khóc, điện khóc là chị tắt hả chị không? Ít. Chứ cũng lên mạng rồi nó biết không? Biết chứ. Mẹ con không có tâm sự hả? Có chứ hả? Mà chị nói chuyện ra là khóc không? Chị được mấy đứa con? Con đứa đó. Con đứa gái hả? Dạ. Nói chung ra mình mà hồi đó là mình cũng con là trên hết mà. Lúc mà ngày nó có chồng mà nó chưa giặt được bộ đồ nữa đó. Chị cưng lắm. Không có cho làm gì chứ. Rồi về bên chồng có giặt không? Về bên chồng giờ nó giỏi lắm, nó cũng phải làm chứ. Gái chị là có đi làm gì không hay là ở nhà giữ con thôi? Ở nhà giữ con. Chồng làm gì chị? Chồng thì cũng làm này làm kia rồi đó. Thì nó cũng làm này làm kia rồi. Bà xui ai muốn gì làm đó hay sao? Bà xui bà cũng tử tế lắm. Từ lúc mà chị gả nhỏ gái tới giờ bà xui chưa bao giờ mình mắng chốn mắng gì tiếng nào, xui được lắm, hiền lắm. Bà coi con mình cũng như con ruột bà, mình coi bà cũng như là chị em thôi chứ không có nghĩ xui gia gì. Bà thương lắm. Người bà xui biết chị ra nghĩa địa sống biết không? Chứ mình có nói bà mà biết. Rồi bà có điện không? Có điện thoại cho chị không? Không, xui gia ít có điện nha. Chị cũng ít, mình chắc ít. Bà biết chắc bà cũng buồn lắm hả chị? Buồn. Mà mình phải cũng cố lên, mình cũng phải cố lên. Thì giờ chị... Bên xui mình bán tương, bán hiền lắm. Thì giờ chị nói chung là mình cũng xa cơ thất thế rồi. Chứ đâu phải mình mà... ra đây chứ đâu phải mà chị... Mình cũng đâu có ra đây làm gì hả chị? Dạ. Nhiều người ta nói rồi, bà, chị Hồng á, nhìn mặc đồ sang trọng nè, giàu có, bả ra đây bả ở chắc bả làm bộ làm gì bộ nè. Đang làm tiền chị nói với cưng á, đời của chị biết ăn chay ăn lạc, biết gian trời niệm Phật chứ không có gạt ai chứ. Là nói chung ra là mình gạt được người ta, mình đâu có gạt được ông trời đâu. Trời cho mình ăn là hơn hả, chứ đời sống mình đừng đi làm tiền ta. Nếu mà chị làm tiền thì đâu, chị đâu có khổ đâu, chị đâu ngồi đây đâu. Ta cứ nói đi, còn mình sống làm sao cho nó đúng là được rồi chị. Dạ, dạ. Cưng á, nhiều khi người ta nói cưng chị lại đây giả bộ. Ủa, 11, 12 giờ khuya chị còn điện, chị quay cho cưng coi, không thấy đường luôn đó. Vậy là hồi lúc mà chị thôi cho chồng lúc đó chị đang làm nghề gì? Ca nhạc sống không? Không, lúc đó chưa. Chưa hả? Đó ghe đi chấu rồi. Ghe, có ghe đi chấu đi lúa đi hai nghe, thôi ảnh ra là chị mướn ghe đi lúa luôn đó. Đi lúa đi chấu rồi. Để đi lúc đó mình đi với ai? Mà mướn ghe đi cũng như mướn đệ tử rồi đó. Rồi cái từ từ chị mua được chiếc ghe riêng nữa. Ghe riêng lúc đó mướn ta chạy hả? Mướn ta chạy luôn. Đi mua lúa đi chung với mấy ông anh rồi nè. Chị có làm nghề mà mua lúa có gạo lúa hả? Rồi nữa mua lúa xong mình xây mình đi qua chị mà. Đi qua cả bè chị bán bên Tiền Giang bên đó chị đi làm dữ lắm. Chị cũng buôn ba đủ nghề chừng ha. Rồi cháu cần tính đi, cái nhà cháu dài ha, gần 2 công đất mà bề ngang thì nó có 15 mét, bề dài 2 công đất mà chị một nhà cháu lớn lắm luôn, chị leo lên chị lợp luôn đó.
Hồi đó mình dựa chấu nữa. Dựa hả? Chấu luôn. Đi chấu dựa chấu gì cũng làm chứ. Rồi hành nè chị. Hồi đó mới về có chồng là trồng hành chị bán. Trồng rau, trồng rẫy, trồng hành bán luôn. Mà lúc đó mình chị không có để dành được số nào hả? Lúc mà có chồng thì rồi chị cũng dư. Chị cũng dư rồi chị về với bên cha mẹ đó chia ra thì tài sản ra thì chị cũng còn được mấy chục triệu. Mấy chục triệu đó con biết cũng quý lắm mà. Chị mới mua cái miếng đất là 20 triệu. Đó. Rồi chị ở rồi sau này không có tiền. Rồi cái bắt đầu cái thằng em á, nó nói thôi để em cắt cái nhà Thái cho chị. Là cái nhà Thái đó là nó cắt là cái nền của chị. Rồi sau này nó bị dị đó rồi thôi chị đưa bán luôn. Sao mà chị thương em quá trời ha? Dạ. Nói chung ra là anh em mình thương nhau lắm. Chứ không phải mà anh em mà gây lộn từ miếng ăn, từ đồng tiền không có đâu. Anh em sống với nhau hòa đồng lắm. Thằng em út mình là nó lo hết á. Lo anh chị em tất cả, cha mẹ đều nó lo hết. Còn mình là chỉ nuôi thôi. Ăn uống với buôn bán thì mình về cơm nước cho cha mẹ thôi. Câu lạc bộ của mình thì mình nó chưa lấy được ngàn nữa nha. Nó nằm ngay có trời luôn á. Nguyên cái câu lạc bộ nó mở cho em mấy trăm triệu gì đó ha, nó chưa lấy được ngàn nữa. Toàn là em giữ tiệm nuôi ba mẹ không. Còn nó thì thuốc men của nó nằm ngay nha. Câu lạc bộ nó cũng bán luôn hay sao? Cũng trả lại cho anh ta, hết hợp đồng. Cứ mình mướn ha. Hàng em mình là nó sống là nó biết điều, thương dòng họ anh em đồ lắm. Mấy chị em chị là thương nhau lắm. Lúc chị thôi chồng rồi mình mới bán ghe đồ hay sao chị? Ghe đi lúa gạo á? Bán chia ra hết. Chị về chị đi muốn ghe chị đi sau này cái chị mua một chiếc nữa chị thấy mệt mỏi quá thì chị bán. Bán hết luôn. Bán lên bờ cái sau này cái chị mở câu lạc bộ đồ cũng nghỉ thời gian. Đi ra Sài Gòn làm nữa, chị cũng làm ở công ty Bon Trang á. Chị cũng vô đó chị làm thời gian đó. Cái đó lúc đó mà mình làm. Lúc đó là chưa mở câu lạc bộ nha. Rồi thằng em sao mà nó làm cái nó dương lên nó mới kêu về mở câu lạc bộ rồi đó. Đời của chị cũng khổ lắm. Chập giật dữ ha. Hết này tới làm kia. Dạ. Và để nhớ lại cái câu lạc bộ lúc trước á, chị hát một câu ấy. Không nhớ. Sao không nhớ được, mình hát một đoạn mới không được. Phải không? Kỳ lắm. Mất cả. Thôi. Có ba anh em ngồi đây mất cả gì. Thôi, trên mạng người ta coi dữ lắm. Có ai đâu mà. Không. Ai đâu coi. Quan trọng là chị có nhớ lại cái nghề hay không á. Nhớ chứ. Nếu mà nhớ nghề thì làm sao mà chị quên được đúng không? Thì không bao giờ quên. Một đoạn nhỏ thôi. Lên một câu giọng cổ là chút xíu là được rồi. Chị lên cái là được. Giống như một khúc nào đó chút xíu thôi. Anh Chí ơi, kể từ nay em không còn sợ cô đơn. Bên anh em trọn đời chăm sóc yêu thương. Buồn vui năm tháng em sẽ tìm thấy ở bên anh. Em sẽ về lại quê hương để làm thơ ca tụng ánh trăng vàng. Trăng của quê hương vẫn nặng tình thương nhớ mà từ lâu em mong đợi. Như một cánh chim phiêu bạc giữa dòng đời. Chẳng còn ai tư tưởng như là em đã yêu anh. Ôi nhân tình thế thái là đây. Giờ gặp em anh chẳng vui cười. Nhiều được rồi. Cái gì cắt nè. Thôi quên nè. Còn bài khác nghe không? Hả? Hay đó. Thôi nhiều được đó. Rồi. Một đoạn rồi, khác ơi nghe mùi với người tàn. Đoạn khác. Chơi một đoạn nữa coi chị. Quá hay luôn à, đang nghe hay à. Đoạn nữa bài gì vậy? Bài gì cũng được chị thuộc rồi đừng à. Không cái giọng chị đúng là câu lạc bộ cái ha. Giọng nó mùi. Quá mùi mặn luôn á. Dạ. Con gái của mẹ đây. Con gái của mẹ ha. Dạ. Chứ không có trong chồng đêm phi trong chồng nữa ha. Không. Rồi chưa? Rồi mời chị.
Mẹ thường bảo con thằng gái đục trong, mai kia mốt nó con đi lấy chồng. Giờ ngàn thằng gái đục trong, một lần xe qua pháo hồng, suốt đời khắc ghi trong lòng. Mẹ ơi phận gái 12 bên nước, biết bên nào trong biết sông nào đục biết ruồi, hay mai một ngày kia con sức gia theo cho. Mẹ đã nuôi con nên dốc nên hình, mười mấy năm mẹ cứu mang qua giường, chưa một ngày con đền tạ nghĩa ơn. Mai mốt đây con về làm dấu cho thiên hạ, là cả cuộc đời con trao chọn cho người ta. Để mẹ cô đơn khi bóng xế tuổi già, ai hầu hạ chăm lo từng bát cơm chén nước. Hết. Hết để nhiều rồi. Hồi á. Quá hay chứ bộ à. Hồi nhiều đó rồi. Ta cự chết. Có đàn giúp ca hay ha. Không, em ca dở, dở như mấy người kia người ta hay lắm. Ta lợi người ta hát rồi, mình hát là ở lại với người ta đi. Nói thì chị chứ ban đêm nhiều khi mình ngủ một mình nè, mình có tự nhiên ca hát một mình không? Không, khùng đâu, ca hát một mình. Ca hát mấy cái hương đập lại nghe luôn. Thôi, không được. Từ lúc lên đây tới giờ là niệm Phật thôi à? Không chị, có ca hát. Vô đây là không. Nghe Phật Pháp. Chị là nói chung ra chị cầu trời cầu Phật, cầu trời cầu Phật. Nhiều khi ngồi đó niệm tới 2-3 tiếng đồng hồ luôn. Ngồi niệm Phật chắp tay vậy nè, niệm suốt luôn, chị không bao giờ chị ngưng. Niệm Phật là niệm cho Phật. Được người chồng mới ha? Không, yêu cầu có nhà cửa ở, không, không cái gì chồng con là chị không mơ ước tới. Lỡ con anh đại gia là lỡ mưa mốt rồi có chồng rồi sao? Không, sau giờ này lỡ đi. Có một anh đại gia nào đó giờ sẵn tay mà thương chị mà muốn rước chị chịu không? Không, bây giờ nếu thương chị cắt cho chị một cái nhà ha, mình nói thật sự thí dụ đi nghe chứ không phải là mình làm tiền ai hết. Thí dụ mà thương chị cắt cho chị cái nhà, chị thờ cha thờ mẹ đi, rồi chị về chị báo hiếu cái nhỏ nhỏ gì đi, rồi chị về chị ở chị làm cho ảnh suốt đời cũng được nữa, chứ thật sự là chị không bao giờ mà chị có chồng. Nói tới chồng con là để suy nghĩ lại đi vậy đó. Từ lúc mà họ chồng về là không có quen ai hay chồng con gì hết. Không, không có mơ ước tới đó, chủ yếu màng lo kiếm tiền thôi. Lúc cha mẹ còn sống á thì mình đã nuôi mình khổ rồi. Bây giờ mình không phải gớt xuống rồi, mình phải làm sao mình kiếm lại đặng mình có cái cuộc sống là dư giả với người ta trả lời, chứ không có mơ ước chồng con gì nữa. Nói chung ra cũng nhiều người thương chị lắm mà không chịu. Vòng vòng ở sớm ha. Dạ, ở sớm cũng có, mà chị nhiều khi chị mua bán ca hát cưng tính đi. Cái câu lọc bộ á là biết bao nhiêu người không? Một đêm gì đó mấy chục nhiều khi cả trăm người nữa, chứ đâu có ít đâu, mà chị không quen ai hết. Chủ yếu làm có tiền nuôi cha mẹ được. Ừ. Rồi, thôi gì để cho chị nghỉ ngơi chút xíu để chiều đi bán tiếp đi. Dạ. Rồi, chúc chị nhiều sức khỏe ha. Dạ, cảm ơn mấy anh mấy chị. Dạ.